Cách đây vài ngày, Riot Games đã chính thức hé lộ ngày khởi tranh của các giải đấu quốc nội, trong đó VCS bắt đầu từ ngày 20 tháng 1. Vậy nên trong giai đoạn này, các đội tuyển Việt Nam đang dần công bố đội hình sẽ tham gia tranh tài trong mùa giải xuân. Với Viking, đội tuyển này mới đây công bố thành viên cuối cùng là Cathy, người đi đường giữa tài năng, đã 7 lần vô địch VCS. Trên con thuyền Viking, với những chiến binh trẻ tuổi thực sự cần một người thuyền trưởng kinh nghiệm, vững vàng dẫn đường. Chào mừng Cathy, mảnh ghép cuối cùng của team Viking Esports chính là Cathy ở khu vực đường giữa. Đội tuyển mới chào mừng sự gia nhập của ngài Phê. Với sự góp mặt của Cathy, đội hình của Viking sẽ bao gồm đường trên Kratos, Diren Guri, đường giữa Cathy, đường giữa Shogun, hỗ trợ Kairi, Boon, ban huấn luyện Hankei, Suga. Dựa trên thông tin được hé lộ trước đây, Saf có thể sẽ tham gia trực tiếp vào việc đào tạo chiến thuật của Viking hoặc thậm chí là thi đấu. Là đội tuyển của chủ tịch Saf, thế nên nhiều fan đang kỳ vọng Viking sẽ đem đến bất ngờ tại VCS 2024 sắp tới. Trở lại với VCS, giải đấu sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20 tháng 1 với trận đấu giữa Viking và Team Secret. Ngày hôm qua, Riot Games đã chính thức hé lộ về tạo hình của Smolder, vị tướng mới nhất sẽ ra mắt trong mùa giải 2024. Đến rạng sáng nay thì toàn bộ kỹ năng của vị tướng này cũng đã được lộ diện thông qua video giới thiệu. Có một vấn đề mà nhiều game thủ đã khá quan tâm bình luận kể từ khi Smolder ra mắt, không phải là kỹ năng hay lối chơi của vị tướng này, mà chính là việc thiết kế ban đầu của Smolder quá xấu xí. Theo đó, vì thiết kế một chú rồng con với những đường nét của người đã tạo nên một nhân vật dị hơn bao giờ, khiến nhiều game thủ cảm thấy khó chịu dù chỉ mới nhìn video nhá hàng vị tướng này. Không ít những lời chê bai góp ý đã được gửi đến để hy vọng Riot thiết kế lại Smolder cho đúng chất rồng hơn. Vậy là ngay trong một ngày sau khi nhận được những phản hồi, Riot Games đã tiến hành những chỉnh sửa cần thiết, khởi đầu bằng việc vẽ lại Splash Art chính thức của Smolder. Theo đó, Splash Art mới này có vẻ ổn áp hơn khá nhiều so với thiết kế ban đầu, đúng dáng vẻ của một chú rồng con hơn và khá tương đồng với những sản phẩm từ trước đó của Riot. Bên cạnh đó, nhân viên chính thức của Riot còn cho biết là họ sẽ tiếp tục thay đổi thêm ngoại hình của Smolder trong tương lai để phù hợp. Đây có thể xem như một chiến thắng của fan khi Smolder nhìn đỡ dị hơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì bộ kỹ năng của vị tướng này cũng đã được hé lộ. Theo đó, Smolder có vẻ như có lối chơi khá đơn giản, giống như một sao thủ truyền thống nhiều. Chắc chắn chú rồng nhỏ này mang đến luồng gió mới cho vị trí đường dưới, vốn gần đây đã bị xáo trộn khá nhiều bởi meta của Liên Minh. Năm ngoái, Riot Games xác nhận sự trở lại của Worlds tại châu Âu, với hồi kết là trận chung kết được tổ chức tại O2 Arena, London vào ngày 2 tháng 11 năm 2024. Đến hôm nay ngày 5 tháng 1, họ đã thông báo các địa điểm còn lại đăng cai giải đấu lớn nhất trong năm, gồm có Riot Games Arena Berlin, Đức với vòng khởi động và vòng thể thức Thụy Sĩ, cùng với Adidas Arena với vòng knockout. Những địa điểm được lựa chọn cẩn thận này không chỉ nằm ở vị trí chiến lược vì ý nghĩa văn hóa của chúng mà còn đóng vai trò là nam châm thu hút người hâm mộ trên khắp châu Âu nói riêng và toàn thể thế giới nói chung. Riot Games Arena, studio cũ của LEC, đã được tiến hành tu sửa và nâng cấp từ năm ngoái, sẽ diễn ra trận khai mạc. Riot đã tính toán cho màn tập dượt trước Worlds 2024 bằng các trận đấu trong khuôn khổ LEC. Sau hai vòng đấu đầu tiên, cộng đồng người hâm mộ sẽ di chuyển tới trung tâm văn hóa của thủ phủ Paris, Pháp, để đến với Adidas Arena, một địa điểm chắc chắn sẽ đem đến những nét tinh tế và độc đáo cho các loạt trận loại trực tiếp của tứ kết lẫn bán kết. Với lịch sử phong phú và bầu không khí cực kỳ sôi động, thủ đô Paris chắc chắn sẽ đem đến bối cảnh khó quên trong những khoảnh khắc quan trọng nhất mùa giải LOL Esports 2024. Lần gần đây nhất chứng kiến khu vực châu Âu đăng cai Worlds là khi một đội LEC vào chơi chung kết và LPL đăng quang vào năm 2019. Các giải đấu cấp khu vực sẽ khai mạc từ ngày 13 tháng 1 với địa điểm khởi đầu là LEC mùa đông 2024. Thế nhưng ngay từ bây giờ, T1 đang nổi lên như là ứng viên sẽ cạnh tranh mọi danh hiệu lớn nhỏ. Cho dù bạn là người hâm mộ thể thao điện tử lâu năm hay mới vừa tìm hiểu giới chuyên nghiệp, thì Worlds 2024 chắc chắn là một sự kiện không thể bỏ qua. Riot vẫn giữ thói quen tổ chức các giai đoạn giải đấu ở những địa điểm khác nhau nhằm đảm bảo khán giả không bị nhàm chán, tăng sự hấp dẫn và chờ đợi để hướng tới một giải đấu khó quên trong lịch sử thể thao điện tử. Tại LPL, bên cạnh những vụ bán đồ hay tiêu cực trong thi đấu, dàn xếp kết quả không hồi kết, thì không ít tuyển thủ còn dính đến những drama, những scandal tình ái. Đặc biệt, loại drama này không biết vì một lý do nào đó mà thường xuyên vận vào những tuyển thủ đã là chủ lực của các đội hoặc thi đấu ở vị trí xạ thủ. Có thể kể đến một loạt cái tên đình đám, cho đến kém danh tiếng tại LPL từng vướng vào những drama chốn tình trường như Hoàng Phan, Xiaohu hay Mystic Knight. Thế nhưng câu chuyện của Hacker thì lại khiến khán giả LPL vừa thương vừa không biết phải đưa ra ý kiến như thế nào. Hồi tháng 11 năm 2023, Hacker đã đăng ảnh cầu hôn lên Weibo và sau đó không lâu thì hai người cũng đã kết hôn. Thế nhưng vừa kết hôn chưa được bao lâu, Hacker đã phải đối mặt với thông tin vợ của mình đang ngoại tình. Nhưng đáng nói, tiểu tam xem vào cuộc hôn nhân của Hacker lại là một cô gái.
Tình huống éo le này gần như chưa từng có tiền lệ nào mà khán giả LPL được biết đến trước đây. Theo đó, một nữ blogger đã đăng tải những đoạn chat cực kỳ mùi mẫn giữa bạn gái của cô với vợ của một tuyển thủ tại LPL. Sau nhiều cuộc điều tra, mọi nghi ngờ của fan LPL đều đổ dồn về vợ của hacker. Đáng nói, theo thông tin từ blogger kia, thì cô này dù biết đối phương đã có mối quan hệ tình cảm nhưng vẫn không chấm dứt hành vi của mình. Về phần mình, hacker hiện tại vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát biểu nào về vụ việc. Nhiều khán giả LPL không khỏi thở dài khi cuối cùng nạn nhân của sự việc chỉ có một mình hacker phải gánh chịu tất cả. Nhiều ý kiến lo ngại rằng điều này có thể ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của hacker cho LPL xuân 2024. Giải đấu quan trọng chỉ còn ít ngày nữa là sẽ khởi tranh. Ultra Prime của hacker vốn đã không phải là một đội quá mạnh và bản thân anh cũng không phải là một tuyển thủ đi rừng giỏi. Sẽ là không tốt chút nào nếu những drama này ảnh hưởng đến tuyển thủ sinh năm 99 và Ultra Prime trong mùa giải sắp tới. Những ngày qua, một máy chủ mới đã được Riot áp dụng cho các tuyển thủ thuộc khu vực APAC, châu Á, Thái Bình Dương để tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Đây là một siêu máy chủ mới nhằm bù đắp phần nào sự thiệt thòi khi các khu vực như VCS hay PCS đều chỉ có thể nhận các bản cập nhật mới rất trễ, dẫn đến không có nhiều thời gian chuẩn bị. Chính vì vậy, đã có rất nhiều tuyển thủ VCS hay PCS tham gia vào máy chủ này. Ngay cả những tuyển thủ từ LPL cũng tranh thủ sang siêu máy chủ APAC tập luyện trong thời gian Demacia Cup vẫn chưa kết thúc. Như mới đây, một số tuyển thủ VCS đã có cơ hội chung đội với tuyển thủ LPL, cụ thể là Tian, trong một trận đấu thuộc máy chủ APAC. Tình huống xảy ra khi một số tuyển thủ như Froggy, Kiaya và Tian đã tìm thấy nhau trong một trận và còn có cả sự góp mặt của Sof. Cho ai chưa biết, Sof là một trong những người bạn rất thân của Tian ở LPL và nhà vô địch World 2019 còn xem Sof như một người tiền bối, giúp anh cải thiện lối chơi rừng. Chính Tian đã không ngần ngại bật bất kỳ ai, kể cả cựu đồng đội Kim Gun, khi Sof vướng vào tranh cãi với tuyển thủ người Hàn. Nhưng Froggy không hiểu có chuyện gì lại chat on rằng tôi là DNB ở nhà đây. Trong trường hợp này, Froggy đã vận dụng một meme quen thuộc để ám chỉ những phiên bản kém hơn của bản gốc cao cấp. Nhưng vấn đề bùng phát khi trong vô số vàng đường giữa tài năng, Froggy lại chọn nghe DNB. Và DNB thì lại từng có tin dính vào drama bất hòa với Tian. Và lời trêu chọc của Froggy đã khiến cho Tian khó chịu ra mặt. Thậm chí anh còn yêu cầu không đánh nữa, không phòng thủ luôn cho thua đi. Trong khi đó, Sof cũng khó chịu thấy rõ khi anh bị đặt vào thế khó xử vì Tian là người bạn rất thân của anh. Sau khi giải thích với Tian rằng Froggy là fan của DNB, thì Sof cũng bó tay với câu đùa của người đàn em. Dù Sof biết rằng đang đùa, nhưng chính anh cũng không thể nào biết mở lời với Tian. Rất may là sau đó trận đấu đã diễn ra suôn sẻ và đội của Tian đã bán hành cho Sof. Nhưng rõ ràng, Tian không hài lòng với điều này và đã ngầm khẳng định drama với DNB năm xưa không chỉ là tin đồn mà thực sự đã xảy ra, và lại còn rất nghiêm trọng với hai tuyển thủ, tương là những người đồng đội rất thân thiết của nhau.